Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Việt Dũng đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng đã thăm hỏi động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt liên ngành trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, đã luôn cố gắng hết mình, không quản ngại khó khăn vất vả, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào thành phố. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng trao tặng cho mỗi chốt kiểm soát dịch nước uống và các phần nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần hỗ trợ các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.